Tôi không hiểu sao trần đời lại có cái quán đồ Hàn nó rẻ như này anh em ạ Ăn bao nhiêu lần ăn đi ăn lại ăn từ thời đại học rồi mà giờ giá nó vẫn giữ được Cực kỳ phù hợp với cả túi tiền sinh viên Ai đời cái bát mì cay này có 35k xong rồi kim bắp lại còn đồng giá 15 nghìn Mà không phải quận với mỗi rau không đâu Quận bò, quận mực, quận chả cá nó có đủ Mà hôm nay cái độ rẻ của nó còn nhấn mạnh thêm một tí nữa Đấy chính là có cái chương trình khuyến mại mua một tặng một Mình chỉ cần mua cơm với cả mì là tặng ngay bánh hamburger Nhân dịp khai trương cái cơ sở Trần Quốc Hoàn Cũng chính vì rẻ nên mỗi lần vào đây ấy, mình gọi đồ khá là xả lá Matoboki cả trứng cả chả cá Gà này có 27 000 nghìn, và gà này có 20 000 nghìn được tận ba bốn miếng. đã thế gọi thêm bát mì cay còn được tặng hamburger nữa thì thành ra khi trăm nghìn phải bốn người ăn. thường những quán giá rẻ thế thì anh em sẽ nghĩ là chất lượng không ok đúng không? thế nhưng mà tôi ăn ở đây rất nhiều rồi lần nào chất lượng nó cũng vậy. kim bắp làm rất vừa miệng, gà ăn ngon mềm. nay có cái hamburger này làm mới này, ăn phải nói là hơi béo tí nhưng mà ngon. phần bò giữa được dán xém xém, cộng với cái ngọt ngọt của sốt đi kèm mà tôi đoán hình như là có sữa ông thọ với cả mayonnaise hay sao ấy, ăn vào nó hợp với cửa ngon thế chứ lị. cơ mà hôm nay tôi đi ăn ở chùa láng thấy cái biển khuyến mãi cơ sở mới ở Trần Quốc Hoàn nên là anh em lưu ý là chỉ cơ sở Trần Quốc Hoàn người ta mới khuyến mại thôi nhá. Chứ như cái hamburger kia tôi mua riêng là 30 000 ừ. Nói chung là lần nào một túi tiền hơi uh, cuối tháng một tí. Nói đói lại ra đây làm bữa vừa no lại vừa ngon miệng. Nhớ địa chỉ cơ sở mới là 32201 Trần Quốc Hoàn nha.